nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam. Vừa qua tại Hà Nội, công ty Red Chadex phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tổ chức Diễn đàn Điện tử Việt Nam 2019 với chủ đề Kết nối và đối thoại cùng doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam VEIA, quá trình toàn cầu hóa được đẩy lên nhanh chóng tại khắp các quốc gia đã dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt trong sản xuất ngay tại thị trường nội địa. Trong đó có cả Việt Nam, khi xuất hiện ngày càng nhiều nhà cung cấp phụ trợ cho các ngành công nghiệp chính như công nghiệp điện tử, công nghiệp ô tô, hàng không, kỹ thuật cơ khí. Nâng cao năng suất, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy liên kết các chuỗi cung ứng trong nước, kết nối doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp FDI của ngành điện tử trong khu vực và thế giới là vô cùng cần thiết và quan trọng. Do đó, Việt Nam cần chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành điện tử. Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận trao đổi những cơ hội thách thức của ngành công nghiệp điện tử Việt Nam, đồng thời kết nối các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử tham gia đối thoại, tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển. Theo ban tổ chức, Diễn đàn Điện tử Việt Nam là sự kiện chuẩn bị cho triển lãm quốc tế NEPCON Việt Nam 2019, triển lãm về công nghệ thử nghiệm, thiết bị và công nghệ hỗ trợ trong ngành điện tử, sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2019 tại Hà Nội, với sự tham gia của hơn 200 thương hiệu đến từ 20 quốc gia và 7 gian hàng quốc tế, từ các quốc gia công nghệ hàng đầu như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.